đến chợ Gòn Khoe rồi nha cả nhà. Giờ mình đi vào thôi. Giờ mình mua chuối để bây giờ mình nhì. Lựa chuối để mình về mình xay nè. Bây giờ mình về mình xay liền thì mua chuối nó chín một xíu. Mua chuối chín một xíu. Nè bán quá trời luôn nè. Đây là còn tay nè. Còn nước. Giờ mình lấy bó cần như thế này. Thì mình lấy cái rau đây. Nấu để hai người luôn. Cái này. Nấu để một người thôi. Cái này su ca lê nhá. Cải su ca lê. Ok. Đây. Mình mua được nhiêu đây? Ok. Đây là cần. Chuối. Ca lê, cải ca lê, thơm, bơm. Đó là những nguyên liệu chanh nữa. Mình đã có chanh ở nhà rồi, mình không mua nữa nha. Đó là những nguyên liệu cần có để làm một cái nước chi detox. Đang đợi tính tiền. Xin chào cả nhà. Cuối tuần Trang chúc cả nhà nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình nhé. Hôm nay Trang làm sinh tố xanh detox cho cơ thể. Trang mời mọi người cùng vào làm sinh tố với Trang nhé. Nhất là sức khỏe và sắc đẹp cho nghĩ các chị em, không những các chị em mà các anh nữa. Các anh em cũng rất là quan tâm đó. Bây giờ ăn uống đồ toàn chất mỡ, chất nó ở trong người đó, không có tốt cho sức khỏe. Sinh tố xanh detox sẽ giúp cho cơ thể nhẹ nhàng đi, thải độc những cái chất mà calorie ra ngoài, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và giữ vóc dáng đẹp nữa. Nãy giờ Trang đi vòng vòng không biết mọi người chóng mặt không, chứ Trang chóng mặt rồi đó. Hy vọng mọi người đừng có buồn Trang nha. Trang quay vòng vòng cho mọi người thấy cảnh cho đỡ chán, chứ nhiều khi nhìn cái mặt bánh bao chiều của Trang mọi người cũng chán lắm rồi. Đây là cảnh xung quanh nhà đó mọi người. Bên hông là đang cắt cỏ nên hơi ồn một xíu, mọi người thông cảm nha. Bây giờ Trang mời cả nhà cùng vào làm sinh tố với Trang nhé. Mình cùng đi nào. Đây là những nguyên liệu cần có. Xin chào mọi người. Cuối tuần chúc cả nhà sức khỏe nha, vui vẻ bên gia đình. Bây giờ Trang mời mọi người vào cùng làm sinh tố xanh với Trang nha. Sinh tố detox giải độc cơ thể. Giúp cho cơ thể khỏe mạnh nè, có một body đẹp nè, gợi cảm cũng giống như Trang đây. Ở tuổi 38 nhưng đẹp bất chấp, là mọi người hiểu rồi ha. Lần đầu tiên. Nói chung là ai cũng hỏi Trang, hồi nào giờ là post trên Facebook là ai cũng hỏi là làm nước như thế nào. Trang cũng bày công thức nhưng chưa bao giờ làm ra một cái video hoàn chỉnh để mà cái mình bày cho mọi người cái cách làm. Mình chỉ bày, mình nhắn tin, mình nói thôi, nhưng mà không biết bạn bè có làm y chang như vậy hay không. Nhưng hôm nay Trang sẽ làm một cái video hoàn chỉnh về nước detox của Trang uống mấy năm nay. Trong những năm qua, từ lúc mà Trang qua Pháp tới giờ, Trang toàn uống cái nước này thôi. Nên mọi người thấy Trang đẹp thấy chưa? Đẹp lắm luôn ha. Khen đẹp. Có người sẽ nói xấu muốn chết cho coi này nha. Nhưng mà Trang thấy Trang đẹp là được rồi ha. Lần đầu tiên á, là mọi người phải cần nè. Thứ nhất mọi người cần tay. Thứ hai là mọi người cần chuối. Thứ ba là phải có trái táo xanh. Mà hồi sáng này Trang đi mua mà nguyên cả cái chợ luôn, chỉ có táo màu đỏ thôi, không có táo màu xanh. Trang đành phải lấy táo đỏ thôi. Và thứ tư là chanh. Mà chanh vàng hoặc chanh màu xanh, chanh nào cũng được nha cả nhà. Thứ năm, nãy giờ thứ mấy rồi ta? Thứ năm là cải ca lê. Cái này á, mình cải ca lê này là mình gỡ cái lá sử dụng thôi, còn cái cuốn, phần cuốn này bỏ không dùng nha cả nhà. Cũng giống như Trang đã sơ chế rồi, mọi người thấy không? Trang lặt cái cuốn ra, chỉ lấy cái lá thôi để xay thôi.
Còn cái phần còn tay thì cái cuốn tất nhiên mình dục, mình chỉ dùng cái phần này đổ lên thôi. Và một trái thơm. Đây là nhìn đằng trước đằng sau nè. Chàng cắt ra một nửa, chàng sơ chế rồi cả nhà. Và 500ml nước. Và tất nhiên là không thiếu cái máy xay. Mà chanh của chàng sơ chế như gì nè cả nhà. Chanh mà nếu chanh màu xanh á, thì chàng sẽ vắt lấy vỏ, hoặc là chàng cũng gọt ra như thế này. Mà chanh màu xanh mình gọt rất là khó, mà nói chung chàng dùng chanh màu vàng nhiều hơn. Chàng gọt như thế này, xí nữa chàng cắt chàng bỏ vô chàng xay chung luôn, chứ chàng không có vắt lấy nước. Còn táo thì chàng sẽ cắt bỏ cái phần hột đi, phần cuốn đi, chàng xài luôn cái phần vỏ. Nếu mà mọi người tìm táo màu xanh thì càng tốt nha. Thường chàng xay táo xanh, tôi hôm nay làm video hình như là không có được may mắn sao á. Nguyên một cái chợ, tự nhiên bữa nay nó không có táo xanh, nó toàn táo đỏ không à. Chàng đành phải lấy táo đỏ. Và sau đó là miếng thơm như thế này. Mọi người cắt như thế này. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu làm detox nhé. Cả nhà cùng làm cùng Trang ha. Bây giờ bắt đầu tiên là mình cho vô nước 500ml nước. Sau đó đây, mọi người thấy Trang sơ chế hết rồi nè. Và sau đó mọi người bỏ cải kale mình đã sơ chế như thế này nè, bỏ vào. Cải kale thì mình cần khoảng 2 hoặc 3 lá thôi. Đó, Trang làm đủ cho 2 hoặc 3 người uống. Và sau đó là cải kale. Sau đó là cần nước cả nhà ơi. Cần nước là cả nhà sắc ra nhỏ như gì nè. Mình chỉ cần vài lá cần nước thôi, không có cần nhiều. Ôi trời, như muốn mưa. Vài lá hoặc hai lá thôi, hai lá cần nước thôi, không có nhiều. Tại Trang làm một rổ luôn, Trang sơ chế một rổ luôn, nhiều quá. Đó, mình cắt mình bỏ gì nè. Không biết mọi người có thấy cái máy xay không? Xí nữa Trang quay xuống cho mọi người thôi. Xí nữa Trang quay xuống cho mọi người thấy nha. À, cuốn nhiều á, không sao hết. Cái tại vì mình lựa cái cuốn từ kia ở phần dưới mình quăng, mình lấy từ phần trên, phần non thôi. Phần non đổ lên cái lá thôi. Đó, lá thì mình cũng cắt nhỏ nhỏ ra gì nè, cắt gì nè. Bỏ vô. Nhớ là 500ml nước nha. Xay nhiều thì 600. Ok. Đây phải là hai lá còn tay rồi đó. Hai lá còn tay với lại thêm xíu cải kale nữa đi. Là hai lá cải kale. Giờ từ từ cho vô một lần xay chung luôn chứ. Nửa trái bơm nha cả nhà, nhớ là nửa trái bơm, cũng cắt nhỏ gì nha. Nửa trái đúng không? Nửa trái bơm chanh, nửa trái chanh, nửa trái thôi. Cắt ra làm hai như gì nè, xong mình bỏ vô mình xay luôn. Còn nếu không thì mình xài chanh màu xanh. Cho 1/4 trái thơm. Nhớ là không cho đường nha cả nhà. Cái này có chuối, có thơm rồi, nó ngọt sẵn rồi. Và một quả chuối. Đúng một quả nha. Phải đúng một quả. Ú ù luôn. Ok. Không biết mọi người thấy không? Đợi Trang xíu trong quay cái khúc này cho mọi người thấy ha, cho mọi người thấy rõ nha. À,
Và bây giờ mình đã xay xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị cái chanh như thế này mình cắt ra để làm đẹp, mình trang trí thêm cho nó đẹp thôi nha cả nhà. Chứ nếu như mà mình làm video thì mình làm màu miền xí gì thôi, chứ còn nếu ở nhà uống không cần làm đâu cho mất công. Trang làm video cho nó màu mè, cho nó lìa lẹt một xíu, cho nó lên nó đẹp thôi. Đó. Nãy giờ là xay xong rồi nha cả nhà. Ui giờ cha còn hậu đậu lắm mọi người ơi, thấy gì chứ hậu đậu, rất là hậu đậu nha. Chỉnh sửa lại nhan sắc coi. Ok, sau đó là lấy ra xay được như gì nè cả nhà. Đó, 500ml nước nè cả nhà, hai lá con tay nè, hai hoặc ba lá cải ca le nè, một trái chuối nè, 1/4 trái thơm, một phần hai trái táo và nửa trái chanh, 1/2 trái chanh. Đó, vậy là xong thôi, đơn giản, mình có một ly sinh tố xanh detox. Xong thôi, ý dạ. Giờ mình đổ ra cái ly như thế này nè mọi người thấy nha. Mọi người hay thấy trang bót sinh tố xanh trên Facebook, mọi người hay hỏi lắm. Bây giờ mới có dịp để mà pha cho mọi người đó xem, làm cho mọi người xem. Cái này được 3 ly nha cả nhà. Nước thì mình làm bằng nước lọc mà nước lạnh. Voilà. Đã có 2 ly sinh tố xanh đẹp rồi, đã có 3 ly lận nhưng mà mình không còn ly nữa, là xíu nữa mình đổ ly khác. Úp. Úp. Cắt cho nó sâu một xíu gì nè. Đúng rồi, cho nó khỏi Ok. Voilà, đã xong rồi. Bây giờ mình đã hoàn thành được sinh tố detox cho body rồi. Bây giờ mình cùng thưởng thức nào. Trang mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Xay được 3 ly lận cả nhà ơi. Còn dư trong đây lận nè. Còn dư trong này 500ml nước còn dư trong đây. Về đây. Trang mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Để coi. Hôm nay làm video nước sinh tố thì coi có hương vị có gì khác không. Tại Trang uống thường ngày rồi, Trang thấy nó cũng giống vậy. Nhưng mà càng uống càng ghiền nha cả nhà. Mọi người đừng có bỏ đường nha. Tại vì cái chuối nó đã ngọt sẵn rồi, thơm cũng đã ngọt sẵn, táo cũng đã ngọt sẵn rồi. Bây giờ mình cho nửa trái chanh vô, nó có cái vị chua chua nữa. Uống rất là dễ uống, mà uống hoài là bị ghiền luôn đó cả nhà. Wow. Không phải Trang tự khen chứ, ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà làm thử đi. Ngon kinh khủng luôn. Trang thấy mọi người thường cái thường là cái con tay á, mọi người thường xay nước không phải xay mà ép cái nước để uống, mà Trang họ ít thích ép lắm, Trang xay luôn à. Tại vì khi mình xay á, mình cũng giống như ăn nó vậy á, mình ăn luôn lọn cái lá luôn, nó làm cho cái người mình á nó no luôn, cho nên khi mà mình vào bữa ăn á, mình ăn rất là ít, mình không còn ăn nhiều bữa cơm nè, không còn ăn nhiều giống như lúc trước nữa. Tại vì mình uống cái này có chất lá, chất cỏ trong này rồi, chất trái cây nè, chất lá, cỏ xanh, nó làm cho mình no rồi, lưng chừng lửng rồi, mình không có còn muốn ăn nữa. Khi mình ăn là mình ăn một nửa phần thôi. Bình thường ví dụ mình ăn chén cơm, bây giờ mình uống cái ly này xong mình ăn cơm ăn nửa chén à. Đã xong rồi đó. Sáng nay Trang dậy sớm, Trang đi siêu thị. Cái siêu thị đó là nó chỉ bán chuyên về trái cây, chuyên về legume thôi. Mà tươi lắm cả nhà. Trang rất thích đi siêu thị Ngon Phê. Ok. Cuối cùng thì Trang xin nói lời chào đến cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Trang nhé. Chúc cả nhà sức khỏe nè, cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Ok, chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. See you next video.